Hello, xin chào tất cả anh em. Thì iPhone lock của anh em đã được fix lỗi TikTok Shop và Google Maps rồi hết chưa? Bây giờ những cái chiếc iPhone mà dưới 12 có cái băng tần 5G thì anh em đã được dùng cái SIM jack mới và đã fix full toàn bộ lỗi chưa? Thì hiện tại á là SIM jack mới nhất đã có thể fix full tất cả các lỗi trên chiếc iPhone của mình. Thì các bạn đã làm hết chưa? Hôm nay mình sẽ review sơ về cái chiếc SIM jack mà đời mới nhất nha. Và mình đang sử dụng cái chiếc SIM jack đó và mình có thể fix full toàn bộ tất cả các lỗi trên chiếc iPhone lock của mình nha. Thì các bạn cùng xem video của mình và mình đang sử dụng cái SIM này xài nó như thế nào nha. Cực kỳ là đáng để các bạn có thể thêm một ít tiền để nâng cấp lên cái chiếc SIM ghép như thế này để mà sử dụng nha. Và cái loại SIM ghép mà hôm nay mình muốn nói đến với các bạn thì các bạn nghĩ là loại SIM ghép gì? Đó chính là cái loại SIM ghép mà mình đang dùng trên cái chiếc iPhone của mình. Đó là chiếc iPhone 14 Pro Max này, phiên bản lock. Mình dùng một tháng nay thì rất ok. Mình review cái loại này là sau một tháng mình đã sử dụng nha. Đó được mang tên là loại SIM ghép ProNew 2.3. Đây, trên tay mình đây là mình có một cái ít này. Bây giờ mình sẽ lấy một cái con máy nào và mình sẽ ghép vào thử cho các bạn cùng coi nha. Cái dòng SIM ghép này á thì nó được cái á là những cái dòng mà không có băng tần 5G nha. Ví dụ như những cái chiếc mà dưới iPhone 12 á, ví dụ như là 11 Pro Max, iPhone X, iPhone XS rồi trở xuống á, trở lên chứ, thì mình ghép vô là nó lại ngon hơn là loại mà có băng tần 5G luôn nha. Gọi đó là gọi là bất tử luôn. Mình ghép vào là sóng sánh nó rất là ngon luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào việc ghép thử nha. Đây nè, trên tay mình là cái chiếc 12 Pro Max phiên bản lock này nha. Anh em thấy không? SIM bị khóa nè. Bây giờ mình sẽ lấy và mình ghép SIM nha. Con này là nhà mạng T-Mobile. Thì cái giờ thao tác mà ghép SIM bây giờ nó dễ lắm, nó dễ cực kỳ luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái SIM ghép ra trước đã nha. Nó dễ gấp 10 lần ngày xưa. Ngày xưa anh em gắn vô còn khó, còn bây giờ thì nó có khuôn sẵn hết rồi. Thì mình chỉ có việc là gắn thì nó cực kỳ là đơn giản luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái khay SIM ra trước đã nha. Lấy khay SIM này, sau đó mình sẽ bỏ SIM. Anh em nhìn mình cái cách bỏ này, nó đều có cái khuôn sẵn hết rồi. Nè mình nhìn nè, theo cái miếng cắt của SIM ghép thấy không? Rồi lấy này rồi mình bỏ vô này nha. Đây để mình bắt cái nét lại cái chỗ này nha. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái SIM mình lên nè. Nó hiện lên cái bảng mã, xong rồi mình nhập mã của nhà mạng lock của máy là chắc chắn là nó vào trong luôn. Và dùng một cái cách hết sức là bình thường. Bây giờ mình sẽ đút vào máy nha. Ngày xưa nó khó biết bao nhiêu, còn hiện tại thì bây giờ là nó dễ gấp 10 lần của ngày xưa. Đó, nó đã hiện lên cái bảng mã rồi. Cái bảng mã thì mình gửi ở phần mô tả nha. Tất cả nhà mạng lock thì mình sẽ hiện ghi ở phần mô tả, anh em coi ở đó giúp mình nha. Rồi anh em nhìn nè, nó hiện lên rồi. Mình sẽ chọn TMD Pro. Cái này là nhà mạng T-Mobile. T-Mobile thì nó sẽ có là 3102605, tức là cái mã của nhà mạng á. Rồi mình gửi nè. Gửi nè, tới bước này nè, chỉ có một mình SIM Mobifone là chọn Pro 2, còn tất cả các loại SIM khác là chọn Pro 1 trên những cái dòng mà có băng tần 5G nha. Còn nếu những cái dòng mà dưới iPhone 12 á, 11, 11 Pro Max đồ trở xuống thì chọn giúp mình Pro 4 nha. Cái này mình việc theo chọn Pro 1 nè. Đó, các bạn nhìn nè, nó vào và sóng lên liền nha các bạn. Đúng nhà mạng đã lên liền luôn. Bây giờ mình sẽ tắt wifi cho các bạn coi nè. Các bạn nhìn nó rõ không? Nhìn thấy mạng này, nó đã lên sóng liền này, thấy không? Rồi các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ bật mạng lên nè. Nó rất là đơn giản luôn. Rồi các bạn, lắp thì mình sẽ cần bật chuyển vùng dữ liệu lên. Bật chuyển vùng lên nè, có LTE liền. Phát wifi thì nó khá là đơn giản rồi. Phát wifi thì nhà mạng T-Mobile thì chỉ cần vào điểm truy cập cá nhân ABN dòng cuối cùng, dập chữ V, chặt ngang Internet. Các bạn thấy không? Nó đơn giản lắm. Nè, thế là đã full rồi đó, full chức năng. Nhưng mà hiện tại TikTok Shop, Google Maps đồ chưa fit được. Thì mình sẽ bằng cái cách là mình sẽ load IPCC nha. Load IPCC thì mình đã hướng dẫn ở cái clip trước rồi. Các bạn chỉ cần load thêm IPCC nữa thì chắc chắn là chiếc máy của bạn full như quốc tế 100%. Ngày xưa các bạn reload hay là gì thì nó sẽ bị văng ra hello đúng không? Hiện tại là nó không còn văng ra hello như ngày xưa nữa. Bây giờ mình sẽ reload cho các bạn coi nha. Nhấn reload này. Sóng nó chỉ có load lại thôi này. Các bạn thấy không? Load sóng lại thôi. Nhưng mà nó sẽ không bị văng ra hello như ngày xưa. Đó, hiện tại này, load lại cái là sóng nó sẽ lên lại liền. Các bạn thấy không? Đỉnh cao chưa?